nữ hoàng của sân khấu cải lương với giọng ca lay động lòng người. Xin mời. Nữ hoàng sân khấu cải lương là gì? Là một nghệ sĩ nổi tiếng, giọng ca thì khỏi bàn. Tôi đã từng kinh nghiệm trong chương trình có nhiều nghệ sĩ xuất hiện như chị Phượng Hằng, anh Chí Tài, anh Ngọc Sơn. Mỗi lần họ xuất hiện tôi quá phấn khích nên tất cả đều biết hết và họ quay lại. Dạ. Lần này tôi rất là điềm tĩnh, mặc dù đây là giọng ca mà chị tôi không ai vượt qua được, nhưng tôi đang kiềm chế. Dạ. Ở trong này lợi thế thuộc về anh Ngọc Tưởng, bởi vì anh Ngọc Tưởng là đạo diễn, dù gì thì gì về kiến thức sân khấu vẫn hơn các bạn còn lại. Mời đặt câu hỏi. Dĩ nhiên tài năng của chúng tôi không được phép nói chuyện. Ủa gì kỳ vậy trời, nghệ sĩ nổi tiếng mà nói chuyện thì các bạn biết liền, chơi gì nữa trời ơi. Anh Giang ơi, à vậy là anh Giang sẽ thông dịch viên đúng không? Đúng. Ok. Ê, nhưng mà có tin được anh Giang không trời? Trời không ơi. Tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện đều không được quyền nói chuyện. Trời ơi. À anh ơi, anh hỏi chị tên gì giùm em đi anh. Xuất sắc. Ủa em lên em lấy tiền luôn đi. Anh Giang, cái cảm xúc của anh bây giờ em không biết là thật hay là giả luôn đấy, anh trả lời giúp em được không? Phấn khích thì các bạn biết là tôi thật, mà tôi không phấn khích thì các bạn nói là tôi giả, tôi sống sao cho vừa lòng người. Chị Harry ơi, em tin chị, bây giờ chị nói là nghệ sĩ này là thật thì em sẽ quay lại. Mình chỉ là làm công mà thôi. Trời. Harry, em coi cái chị đó diễn trên sân khấu lần nào chị Harry? Dạ có. Dạ cảm ơn. Nhưng mà diễn về cái lĩnh vực nào? Trời ơi. Anh Hiếu Nguyễn ơi. Cải lương anh ơi. Ở đây trừ anh Ngọc Tưởng ra, ai trong bố anh chị em còn lại đã từng coi cải lương? Một, hai. Trời ơi, hai đứa kia biết cải lương là gì hả? Đâu em biết mà, em biết hát cải lương mà. Em hát thử coi. Từ từ, hồi xưa Cao Ngân có dạy em. Hai, ba. Từ từ anh, để em nhớ lại cái lời. Cái gì mà... Thôi bỏ đi em, bỏ đi em. Thêm, thêm. Dạ, gia đình những người lớn, bà nội em thì rất là thích cải lương. Nhưng mà kiểu em chưa tự tin vô cái dòng này lắm. Anh hỏi giùm là vở chị hay đóng nhất là vở nào anh? Chị sẽ nói nhỏ vào tay Harry Won. Nhớ trung thực nha Harry. Dạ, cái này quá nổi tiếng. Tôm cám. Bây giờ nè, tôi chỉ cách luôn nè. Các bạn bắt đầu đi sơ lược trong đầu những nghệ sĩ cải lương nữ tài danh sân khấu gồm có những ai, sau đó loại trừ. Đúng không chị? Thanh Kim Huệ. Ngọc Huyền. Ngọc Huyền có không anh? Chị Huyền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Thanh Kim Huệ. Nổi tiếng. Kim Tử Long. Bảy. Không, cái đó là em bị gì vậy? Tào lao. Em nghĩ chắc là chị Ngọc Huyền rồi đó. Đúng vậy. Chị đó, chị đừng có xịt xịt gì hết trơn. Chị đó. Dạ chị ơi, chị không được nói, chị ho cái được không chị? Đó, đó, chị có ho. Chị ơi, chị, ngoài cái chuyện chị ho, chị có thể hét lên một tiếng được không? Không được, hét biết á. Thật ra cái mục đích này là biết đây là có phải là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng không. Trong đầu anh suy nghĩ đây là đúng rồi đó. Còn nếu mà đón tên thật sự là nếu mà anh loại suy thì anh thật sự anh không anh loại suy. Anh có quyền hỏi và chị đó sẽ nói vào tai Harry Won. À, chị có diễn dở Sự Án Phi Giao không chị? Dạ, chị nói là chị không có muốn nói nữa. Bây giờ Him, hỏi đi em. Dạ. Tác phẩm kinh điển nhất của chị là tác phẩm gì? Chị vừa bảo là chị không muốn trả lời nữa mà em không nghe thấy. Tức là sao? Em muốn hỏi là cái vai diễn mà chị tâm đắc nhất. Dạ đúng rồi. Thật ra thì rất nhiều vai, nhưng mà có một cái vai rất là Tiếng Trong Mười Lần có không ta? Là Tiếng Trong Mười Lần có. Tây Thi. Tây Thi là vai diễn chị cảm thấy rất hay và nhiều người Tiếng yêu thương chị. Tiếng Trong Mê Linh có luôn. Tiếng Trong Mê Linh. Tiếng Trong Mê Linh. Ơi. Tôi chỉ hỏi đơn giản thôi, thế hệ của chị gồm những ai? Chị nói với Harry đi. Dạ. Kim Tử Long, Vũ Linh. Ê, anh Vũ Linh là có một người hát cặp dữ luôn. Dữ luôn. Bây giờ nè, tôi nói có hai cặp. Anh Kim Tử Long, hồi nãy tôi nói rồi là hát hợp với chị Ngọc Huyền. Điều đó không phải là tự tôi công nhận, mà là hai anh chị đó tự công nhận. Anh Vũ Linh sẽ có một người hát cặp hợp luôn, mà đã từng nói trên báo chí rất nhiều luôn. Anh tưởng biết là anh Vũ Linh hát hợp với ai không? Thoại Mỹ, rồi Phượng Hằng. Là chị đó.
Và Harry sẽ nói về cái nụ cười của chị ấy rất là tươi tán, và nó có một cái đặc điểm là hai cái lúc đồng tiền, đúng rồi. Nó biết chị rồi, em coi đây. Ai vậy, nói em nghe coi. Mời đứng dậy. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Kính thưa các người chơi thân mến, 5 giây còn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Bách ngã bắt đầu chạy. Và bây giờ đừng quay theo quán tính, hãy biết là ai mới quay. 3, 2, 1, sao quay? Hiếu Nguyễn không? Quay luôn. Trời ơi chị. Các bạn đặt bột mời vào trong. Kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình ngày hôm nay. Và thương yêu chào tất cả năm em, cũng như kính chào tất cả quý khán giả trong phim trường. Lời chào thương yêu và trân trọng nhất. Mà chị thấy em ưu ái, em gợi ý hết luôn rồi đó. Không thì hồi nãy giờ các bạn cũng rất là thông minh. Trong đó nói được hai cái chữ là Thanh Kim Huệ và Ngọc Huyền thì chính xác rồi. Thì Ngọc Huyền đang đứng đây. Nhưng mà có lẽ là các bạn không có tin tưởng rằng là chị Ngọc Huyền sẽ xuất hiện ở đây. Khó mà được người nổi tiếng. Tại vì họ bận, thiệt lòng là vậy. Bên cạnh đó thì Ngọc Huyền đến bây giờ thì vẫn có gia đình ở bên nước ngoài. Đi về Việt Nam làm việc thôi, nhưng mà đi về về chứ không có chính thức ở đây luôn. Cho nên đó là cái điều mà các bạn trẻ sau này khó có tin tưởng rằng trong một cái game show dễ thương như vậy mà Ngọc Huyền lại tham gia. Nhưng mà Ngọc Huyền thấy là mình cũng nên tham gia với các bạn trẻ, và nhất là muốn để bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương. Các bạn trẻ có nhắc đến tên Ngọc Huyền là đã biết Ngọc Huyền rồi. Biết từ coi qua các băng hình xưa, hoặc là qua cha mẹ, ông bà, gia đình, thì ít nhất thì Ngọc Huyền đã có một cái dấu ấn trong lòng của các bạn. Chính vì vậy mà Ngọc Huyền lại càng phải nên xuất hiện, để hy vọng rằng khán giả trẻ đừng bỏ quên sân khấu cải lương đã nằm ở trong tiềm thức, trong trái tim của chúng ta, không bao giờ phai nhạt. Bây giờ nói gì nữa, cơ hội đã đến, mời chị làm live show. Chị hát thoải mái hả? Rồi các bạn có bị phạt hay cái gì không? Không bị gì nữa phải không? Các bạn không bị gì hết, ngoài việc là không được lãnh tiền thôi. Ủa sao uổng quá vậy? Nói chơi thôi chứ mỗi bạn quay lại được chia đều ra tiền thưởng. À tiền là thưởng là 1 triệu đồng. À, thôi nói vậy cũng có tiền thưởng. Có là vui. Còn rồi. Thôi nói không có tiền thưởng thì chị Huyền nhận tiền thưởng bao nhiêu chị Huyền share lại cho các bạn. Em với Harry không có đâu chị. Em với Harry không có tiền thưởng đâu chị. Nếu thật sự mà em với Harry không có thì chị Ngọc Huyền sẽ dẫn hai em đi ăn để bù lại. Vậy thôi nha. Chị sao? Thà chị cho Harry 1 triệu còn hơn là chị dẫn đi ăn. Tại sao vậy? Harry ăn 1 lần 10 triệu đó. Ủa? Vậy thì cũng giống chị, đâu có thua gì. Harry ăn 10 triệu, chị ăn 9 triệu. Cho nên lần sau mà có hứa dẫn chị đi ăn cũng phải cẩn thận giống vậy. Ồ, em không lặp lại vết xe đổ của chị đâu. Rồi, vỗ tay cho hội biểu diễn của chị Ngọc đi. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường xem pha tôi kiếp xương ngang. Người đến đây đêm vui ngọc ngà, đẹp màu kế hoa thương yêu mặn mà. Tôi xin người nguyện lên sân khấu hãy tin tôi. Đời người có mấy ai
lời. Năm vị rất là nhiều và xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Vỗ tay cho chị Ngọc Huyền và ban nhạc.